đừng vội vứt đống đề cương cuối kỳ đi, vì nó có thể gấp thành một bông hoa hồng xinh tươi thắm tặng mẹ. Chuẩn bị một tập bài kiểm tra không điểm của bạn và một cái que hoặc bút. Cắt à? tờ giấy A4 ra làm đôi rồi cắt, gấp đôi tiếp rồi cắt, làm khoảng 10 cái như vậy nhé ạ. Lấy que cuộn hai góc của tờ giấy lại để làm cánh hoa nha. Sau đó bóp vào đáy cánh hoa để làm thành một cánh hoa hoàn chỉnh ạ. Tiếp tục làm cánh hoa, lần này kích thước là nửa tờ A4 ạ. À. Đây là làm cánh hoa bằng tờ A4, mọi người cứ làm lần lượt tương tự như vậy. Mỗi kích thước làm khoảng 10 cánh hoa nhé mọi người. Sau đó lấy tờ giấy A không cuộn tròn như vậy để làm thân hoa nha, cuộn nhiều tờ giấy với nhau như vậy cho nó cứng cáp ạ. À. Rồi sau đó bạn gắn lần lượt các cánh hoa vào thân cây bằng băng dính để cố định lại nha. Mọi người cứ gắn lần lượt từng cánh hoa từ nhỏ đến lớn như vậy nhé ạ. À. Gắn cánh hoa nhỏ nhất ở lớp trong và cánh hoa lớn nhất ở ngoài cùng ạ. À. Và thế là bạn đã làm xong một bông hồng trí thức tặng mẹ rồi. Chúc mọi người làm thành công nếu bạn thấy hay thì cho mình xin một đăng ký kênh một lượt thích và một lượt chia sẻ video nha mình cảm ơn rất nhiều ạ